chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện kiếm hiệp vâng thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay kênh truyện kiếm hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết tử diện nhân của tác giả giả cổ long phần 1 hồi thứ nhất đạo cao một thước đạo tiêu vong ma cao một trượng ma trưởng tồn thiếu thất sơn danh xưng này từ bao đời nay vô hình chung được tất cả hào kiệt anh hùng trong thiên hạ trung nguyên xem là tiêu biểu cho võ lâm điều này không phải là không đúng khi hầu hết các môn bang phái trên giang hồ không nhiều thì ít cũng có đôi phần sở học liên quan đến thiếu lâm phái như phái võ đăng chẳng hạn tuy nội công tâm pháp của phái này tự đứng riêng làm thành một phái khác hẳn với công phu nội công của thiếu thất phái và hiển nhiên được nhiều người xưng tụng là tâm pháp đạo gia còn thiếu lâm thì tâm pháp phật gia nhưng nếu xét cho kỹ thì nguồn gốc của nội công tâm pháp võ đăng lại xuất phát từ nội công tâm pháp thượng thừa của đạt ma lão tổ phật gia hay đạo gia gì cũng được nhưng một khi người của võ đăng phái hay thiếu lâm phái đã tu luyện tâm pháp nội công đến mức đại thành thì cả hai xét về hình thức bên ngoài lẫn cách thi thố tuyệt học đều có nhiều điểm tương đồng. Đó là cương khí hổ thân, là phi thân bích tẩu, là trích diệp phi hoa. Khi tịnh thì vững vàng như núi Thái Sơn, còn khi động thì chỉ bằng vào ý niệm thôi cũng có thể dùng một chiếc lá, một đóa hoa để sát thương địch nhân trong nháy mắt. Võ đang phái đã thế thì năm môn phái còn lại là Hoa Sơn, Nga mi điểm thương không động và quân luân làm sao tránh khỏi trường học có một môn công phu tuyệt học nào đó xuất xứ từ thiếu lâm phái. Do đó hình tượng của thiếu thất sơn được mọi người xem là đặc trưng tiêu biểu của võ lâm trung nguyên là điều hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng vào sáng hôm đó một buổi sáng chấm đông khi hoa tuyết bay lất phất khắp nơi làm cho những nụ hoa đào vừa hé nở bị phai lẫn vào những hoa tuyết thì thiếu thất xuân cùng với tiêu lâm thiền viện phải ngậm đắng nuốt cay chuốc lấy nỗi nhục bại chưa từng có từ khi được khai sáng đến nay trước uy võ của một nhóm người chỉ gồm năm nhân vật mà thôi họ là ai người cao tuổi nhất trong năm nhân vật này cũng không đến tứ tuần còn người có niên kỷ thấp nhất cũng chỉ ngoài đôi mươi cả năm nhân vật này đều dùng tuấn mã thay cho cước lực điểm giống khác nhau ở năm nhân vật này là dù họ mặc y phục màu gì đi nữa thì ở tà áo hoặc ở chéo áo đều được nhập thêm một đường viền kim tuyến cũng vậy sợi dây cưng điều khiển năm thất tuấn mã cũng được quấn vải kim tuyến điều này có nghĩa là năm nhân vật này và năm thất tuấn mã đều cùng chung một xuất xứ thoạt tiên khi năm thất tuấn mã vừa phi đến ngưỡng núi thiếu thất lúc nhân vật trẻ tuổi nhất trong nhóm này nhìn thấy bóng nhân ảnh loang loáng của một vị đại sư từ một hẻm núi nhảy vọt ra thì dẹt một ngọn tiêu kỳ hình ba góc cũng một màu kim tuyến sặc sỡ đột ngột xuất hiện trên tay nhân vật đó tạo thành một âm thanh sắc lạnh vang lên trong không khí rồi bằng một giọng nói còn sắc hơn lạnh hơn nhân vật trẻ tuổi ngọ cao giọng kêu lên bảo giác trần đại sư mau mau khai đại môn đón tiếp minh chủ lệnh vị đại sư ngọ đúng là chi khách tăng có nhiệm vụ vừa cảnh giới vừa đón tiếp khách đến vãng cảnh và thắp hương tại thiếu lâm tử nguyên vị đại sư này định kêu bọn người kia xuống ngựa sau đó sẽ hỏi ý định của họ để tiện bề đối đáp thế nhưng vị đại sư vừa nhìn thấy ngọn tiêu kỳ trên tay nhân vật nọ vừa nghe lọt vào ta những lời nói đó bèn hốt hoảng kêu lên minh chủ lệnh a di đà phật Xin chư vị chờ bần tăng một lúc bần tăng xin bẩm báo ngay đến phương trưởng. Nói xong vị đại sư ngọ bèn quay người thi triển thân pháp long ngược vào hẻm núi. Lời của đại sư nói đã rõ là đại sư yêu cầu bọn người kia chờ một lúc với một lý do mà đại sư đã nói. Ngoài ra còn một ẩn ý khác mà đại sư thấy không tiện nói. Đó là bất kỳ ai với bất kỳ mục đích nào cũng vậy đều không được đi vào thiếu lâm tự bằng ngựa bằng kiểu. Hay bằng bất kỳ một phương tiện nào khác ngoài đôi chân của mỗi người Thế nhưng Khi vị đại sư ngọ vừa chạy được chừng mười trận đường Thì tiếng võ ngọ lại đều đều vang vào tai của đại sư Nghe thế vị đại sư này liền vội vàng quay lại và hô hoán lên A-di-đà-phật à, Chứ vị thí chủ không chờ bần tăng được sao Sao chứ vị thí chủ lại tự tiện đưa ngựa vào tệ tự bần tăng vì đại sư nọ chỉ nói được có thế thì một chàng cười ngạo nghễ đã cắt ngang lời của đại sư hả 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 minh chủ lệnh không rời xa người cầm nó và người cầm minh chủ lệnh lại không hề rời xa tuấn mã vậy đại sư phải bảo bọn ta làm sao đây nhưng cấm lệ của tệ tự từ bao lâu nay đại sư nói sai rồi không hề có một cấm lệ nào đối với minh chủ lệnh cả Tốt hơn hết đại sư hãy đi báo với giác trần đại sư Bọn ta đến đại môn trước đây Nói xong lần ngực năm con tuấn mã cùng nện võ xuống đường sơn đảo Phi lướt qua người của vị đại sư kia Đôi ánh mắt căm phẫn nhìn theo Vị đại sư ngọ chừng như tức giận đến nổ tông từng mạch máu Khi thấy cấm điều của thiếu lâm phái từ khi được khai sáng đến nay Đã bị bọn họ viên vào minh chủ lệnh mà trà đạp lên đúng ra vị trí khách tăng này phải liều thân để ngăn chặn bọn người ngông cuồng kiếm mới đúng nhưng phần thì thân cô thế cô phần thì ngựa của bọn kia có lẽ là thiên lý mã nên chỉ thoáng chốc bọn kia đã đi khuất khiến cho vị trí khách tăng có muốn chặn lại cũng không sao làm được do đó vị trí khách tăng chỉ biết thể hiện lòng căm tức của mình vào cước lực hỏa tốc lao vào và phi báo cho vị trưởng môn phương trận là giác trần đại sư tại đại môn tiêu lâm phái sừng sững cao trên bảy trượng từ một cổng tiểu môn nhỏ vừa được mở ra một vị cao tăng tuổi sấp xỉ lục tuần vừa theo tiểu môn để bước ra vừa nói với bọn kia năm người vẫn còn đang chém trẻ trên lưng ngựa bần tăng là giác phi được lệnh trưởng môn phương trưởng đến đón tiếp minh chủ lệnh kính thỉnh chư vị thí chủ rời gót vào bên trong đại hùng bửu điện trưởng môn tệ tử đang đợi để hầu tiếp đại giá lời nói của giác phi đại sư đã quá rõ dùng đại hùng bửu điện để nghênh đón minh chủ lệnh điều đó quả là đúng không còn sai chạy vào đâu được thế nhưng người có niên kỷ thấp nhất trong bọn năm người lại trịch thượng hỏi thế còn giác trần đại sư đâu đón tiếp minh chủ lệnh mà lại đưa một người vô danh tiểu tốt là đại sư đây ra đón tiếp được sao dù công phu hàm dưỡng có sâu dày đến mức độ nào cũng vậy giác phi đại sư cũng phải đỏ mặt tía tai lên và nói phương trưởng phải dùng đến bần tăng là người chấp trưởng đạt ma đường để dẫn kiến đại giá đến đại hùng bửu điện mà đại giá còn chưa vừa lòng sao tên nọ nghe thế chỉ nhếch mép cười khẩy một tiếng đoạn hắn khen nghiêng người về phía trước và buông thõng một câu hóa ra đây là thủ tịch đạt ma đường bản lệnh vốn không biết nên đành chịu thất lễ vậy Tuy nhiên Thoạt nghe nói đến đây Giác phi đại sư những tưởng đối phương sẽ vì thế mà nhún nhường đối phận Nào ngờ sau một lúc lấp lửng đối phương lại khăng khăng nói tiếp Tuy nhiên ngoài giác trần đại sư thì không một ai ở tiêu lâm phái đủ tư cách để nghênh đón minh chủ lệnh cả Phiền đại sư vào báo lại với giác trần rằng bản lệnh không thể chờ lâu được nữa đâu Nghe thế giác phi đại sư không còn dằn được cơn nóng giận Đại sư khẽ dùng người xuống định dùng công phu Phật môn dạy cho đối phương một bài học. Thì từ bên trong một âm thanh chật vang lên khiến cho giác phi đại sư không thể phát tác được. Giác phi mau lui lại và chớ có vọng động. Âm thanh oai nghiêm trầm hồng đó còn do ai phát ra nữa nếu không là trưởng môn thiếu lâm phái giác trần đại sư. Do đó môn quy nghiêm ngặt nên giác phi đại sư đành phải lùi lại theo lệnh chuyển kịp lúc nhường bước cho giác trần đại sư tay cầm lục ngọc phật trưởng đang bước ra là nhất môn tri chủ nên giác trần đại sư có khí phách hơn người đại sư vẫn một mực trầm tính trước thái độ hống hách của đối phương khen nhân người giữ lục ngọc phật trưởng bằng hữu thủ để sát ngực giác trần đại sư dùng tả thủ để thỉnh bọn người của minh chủ võ lâm chư vị thí chủ mời hướng tay đưa ra mời của giác trần đại sư là cổng kiểu môn cao không đến hai trượng do đó bọn kia dù muốn dù không buộc cũng phải xuống ngựa với hy vọng lọt vào cổng tiểu môn đó tuy nhiên bọn kia vẫn cứ an tưởng ngồi trên lưng ngựa và không nói không rằng mặc dù đang nghe giác trần đại sư lên tiếng mời thỉnh thấy vậy giác trần đại sư vẫn một mực nhẫn nại khi lặp lại lần nữa chư vị thí chủ mời Đến lúc đó tên trẻ tuổi nhất mới phất mạnh ngọn tiêu kỳ trên tay và ngạo nghễ bảo giáp trần đại sư. Thấy minh chủ lệnh tức thấy minh chủ. Đại sư bảo bọn ta phải chui vào cái cổng bé xíu kia sao? Vậy thì chủ muốn bần tăng phải làm sao bây giờ? Khai đại môn dùng đại lễ nghênh đón minh chủ lệnh. Thí chủ, đại sư Đại sư nên nhớ rằng ước thúc năm xưa là do chính đại sư chấp thuận. Nếu hôm nay đại sư có bất kỳ một hành vi kháng lệnh nào thì đừng trách minh chủ và mọi người trên giang hồ sẽ xem thiếu lâm phái là công địch. Lúc đó hậu quả ra sao bản lệnh không cần nói chắc đại sư đã rõ. Lúc nghe chi khách tăng phi báo, giác trần đại sư còn cho rằng bọn người cầm giữ minh chủ lệnh chỉ muốn tỏ rõ oai quyền thế thôi. Chứ đại sư đâu ngờ bọn người này lại công khai tỏ rõ địch ý như thế này. Nhưng dù sao, giác trần đại sư cũng đã nhanh chóng cân nhắc lợi hại theo lời đối phương vừa nói. Đại sư nào dám đem hàng ngàn sinh mệnh tăng chúng của thiếu lâm phái ra làm trò đùa. Và để giữ thể diện hàng mấy trăm năm nay của phái thiếu lâm giác trần đại sư có dịu giọng để nói. Thí chủ lượng thứ cho, bần tăng vào cương vị của chư vị thí chủ đây bổn phương trưởng đã tự thân nghênh đón đã là quá lắm rồi thí chủ đâu cần gì bắt bổn tự phải khai đại môn đại sư chớ phí lời bản lệnh chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của minh chủ mà thôi nếu đại sư không khống khai đại môn nghênh đón minh chủ lệnh thì đại sư chỉ cần bảo một tiếng bản lệnh sẽ triệt thoái ngay thôi đã cầm giữ minh chủ lệnh lại còn bảo là tuân hành mệnh lệnh của minh chủ nữa giác trần đại sư dù khó khăn đến đâu đi nữa cũng không thể không tuân theo còn đang lưỡng lự thì giác trần đại sư liền nghe gã kia lớn tiếng hỏi tiếp thế nào bất đắc dĩ giác trần đại sư đành phải cúi gầm đầu và quay người lại thật nhanh cố che giấu giọt lệ tuổi nhục đang đọng trên khóe mắt đoạn giác trần đại sư bằng âm thanh lộ rõ sự bi thương cùng cực để buông lệnh Khai đại môn gióng đại hồng chung. Kẹt kẹt Con con Giác phi đại sư chủ trì đạt ma đường Và một cao tăng nữa cùng nghiên kỷ với giác phi đại sư Mỗi người một bên đã bằng vào nội công thâm hậu Để mở rộng hai cánh cổng bằng thiết mộc to và nặng nề ra Cũng lúc đó tiếng chuông từ tháp đại hồng đã thong thả buông từng tiếng một Khai đại môn và gióng chuông đại hồng là hai việc làm cực kỳ hiếm có tại thiếu lâm tự. Có thể nói, dù cho trưởng môn phương trưởng của thiếu lâm phái có viên tịch đi nữa, thì tiếng chuông đại hồng cũng không được gióng lên. Quán chi hai việc này lại được thực hiện cùng một lúc. Dù cho đây là việc hiếm có, một đời người vị tất đã từng được chứng kiến, thế nhưng do môn quy đã định sẵn, nên khi đại hồng trung vừa được gióng lên, thì toàn thể tăng chúng trong thiếu lâm tử bất kể già trẻ bé lớn đều nhất loạt thua ra đổ dồn về khoảnh sân rộng ngay trước đại hùng bửu điện và tất cả đều tùy theo vai vế thứ bậc trong môn phái mà lặng lặng đứng sắp thành từng hàng ngang dọc theo con đường lát đá xanh dẫn lên đại hùng bửu điện chờ đến lúc đó năm nhân vật kia mới chịu hạ mã đoàn cả năm đều nghênh ngang bước theo sau rắc trần đại sư tiến dần vào đại hùng bửu điện Lúc bước qua cổng đại môn, gã cầm ngọn tiêu kỳ chính là minh chủ lệnh bèn lên tiếng hỏi giác trần đại sư. Đại sư, vị đây có phải là giáo tâm đại sư thổ tòa giới luật viện của quý tử không? Giác trần đại sư thoạt nghe liền biết ngay gã đang ám chỉ vì cao tăng đã cùng giác phi đại sư mở rộng đại môn lúc nãy. Do đó đại sư chỉ đáp nhẹ lại một câu, thí chủ nói không sai. Giữa không khí sung nghiêm là vậy, Thế mà gã này cười lớn và nói tiếp Hà 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 Thảo nào cánh cổng nặng ngót ngàn cân Mà nhị vị đại sư mở ra nhẹ nhàng như trò đùa vậy Bản lệnh có được minh chủ nhắc bảo là Tiếu lâm tử có đến ngũ hổ Liệu câu nói trên có phải ám chỉ đến Không trần phi tâm nhân Năm vị cao tăng không Trần vẫn bước đi giữa những hàng tăng nhân hai bên đường Giác Trần Đại Sư khẽ nhắm mắt như không muốn nhìn những khuôn mặt bi phẫn của Tăng Trống đang nhìn vào bọn này. Và Đại Sư cũng lên tiếng đáp khẽ. a à, di đà Phật. Dù có là ngũ hổ đi nữa thì cũng phải khuất phục trước uy vũ của Minh Chủ. Thế chủ nói chi những lời này làm cho bổn phương trượng càng thêm tội hổ. Như còn chưa thỏa mãn, gã nọ đưa mắt nhìn bọn tăng nhân một lượt, sau đó lại hỏi, giới luật của quý tự quả uy nghiêm, đổ cả bốn đời giác ngộ thiện vô đều tụ tập tại đây nhưng mà đại sư này dường như trong ngũ hổ cao tăng còn thiếu một vị phải không lúc đó giác trần đại sư cũng vừa đưa bọn kia bước lên những bậc tam cấp dẫn lên đại hùng bửu điện và có một vị cao tăng đang đứng chờ sẵn đó đại sư bèn đáp đây là giác nhân đại sư một trong năm người mà thí chủ vừa nhắc đến còn tại sư huynh giác không do đang thọ hình nên không thể đến đây được đấy cũng là giới luật của bổn tự không thể canh cải được thí chủ lượng thứ cho thọ hình là do lầm lỗi gì vậy đại sư a à, di đà phật giới luật của bổn tự có cả trăm điều tệ sư huynh do lòng trần chưa dứt nên phải chịu tội thế thôi chư vị thí chủ mời giác trần đại sư đã phải nói thế vì cả bọn năm người nọ thay vì khoa chân bước theo đại sư để tiến vào đại hùng bửu điện giờ đang mở rộng thì bọn họ đã dừng lại không tiếp tục đi nữa vẫn không xem lời mời của giác trần đại sư vào đâu gã trẻ tuổi nhất quay người lại đoạn gá đưa mắt nhìn bao quát một vòng người gồm gần cả ngàn có vẻ như muốn kiếm tìm ai đó từ bậc thềm cao nhất của đại hùng bửu điện thấy thế giác trần đại sư không biết phải làm gì hơn ngoài cách đứng yên và lặng lặng chờ xem thái độ của bên họ. Thái độ của gã như một vị tướng quân đang muốn kiểm điểm binh mã trước khi xuất trận, khiến toàn trường im phăng phắc hơn nữa. Được một lúc gã nọ mới quay sang nói với giác trần đại sư. Giác đại sư vẫn còn nhớ đến điều ức thúc trước kia, khi đại sư cùng trưởng môn các phái và anh hùng hào kiệt các nơi tôn sưng minh chủ với minh chủ lệnh. Người khẽ run lên vài lượt giác trần đại sư cúi đầu đáp nhẹ a di đà phật bằng vào công phu lãnh đại nguyên hóa cốt trưởng hân thí chủ đã khuất phục được quần hồng toàn cõi trung nguyên vào tám năm trước bổn phương trưởng nào dám quên lời đã ước hẹn năm xưa gật đầu gã ngọ lại hỏi hay lắm vậy bảy năm trước đây minh chủ đã ban lệnh gì đại sư còn nhớ không kéo giật mình một cái giác trần đại sư nói cấm thu nạp môn nhân đệ tử dưới mười lăm tuổi môn bang phái nào bất tuân tất bị nghiêm trị có phải thí chủ muốn nhắc đến lệnh này phải không? Đại sư nhớ đúng và tính đúng lắm. Bảy năm trước thì cấm thu nhận đệ tử ở độ tuổi là tám. Còn bây giờ là mười lăm, thế đại sư nghĩ sao về lệnh này? Ai cũng nói Phật ra đệ tử cấm điều vọng ngữ, thế mà giác trần đại sư đã buộc lòng phải dùng lời dối trá để đáp lại. Bổn phương trưởng nào dám nghĩ gì, lệnh là lệnh, bổn phương trưởng cứ chấp hành là đủ quá rồi. Thật vậy sao? Thí chủ hỏi thế là có ý gì Không lẽ hân minh chủ có ý nghi ngờ Thiếu lâm phái đã bất tuân lệnh dụ Hờ Không phải nghi ngờ Mà là biết đích xác kia Cách đây ba năm không phải Giác không đại sư có thu nạp một đệ tử Có độ tuổi là mười hai sao Chấn động tâm thần Giác trần đại sư khẽ kêu lên Làm sao minh chủ lại biết việc này Lúc này gác nọ mới xả hai tia hàn quang lạnh lẽo vào trận môn phương trận của tiêu lâm phái nào giác trần đại sư. Chạm phải tia nhìn này giác trần đại sư mới biết rằng gác này tuy niên kỷ chưa là bao nhưng hỏa hầu công phu thì cao thâm lắm. Có khi chính giác trần đại sư cũng không là đối thủ. Sau khi đã uy hiếp giác trần đại sư bằng tia mắt sắc lạnh rồi gã nọ mới buông từng tiếng một qua kẽ răng. Muốn không ai biết thì đừng làm đại sư có thừa nhận điều này không. Thừa nhận là thừa nhận điều gì đây Là thừa nhận hành vi bất tuân lệnh rộ Của giác không đại sư trước mệnh lệnh của Minh Chổ Hay thừa nhận câu gã vừa nói là đúng Nhưng tình thế này đâu cho phép giác trần đại sư hỏi lại Do đó giác trần đại sư đành phải gián tiếp thừa nhận cả sơ huynh do lòng từ bi của Phật tổ thương hại cô nhi mà vô tình vi phạm mệnh lệnh của Minh Chủ. Bọn phương trưởng vì thế đã xử phạt giác không phải diện bích sám hối 10 năm và đến nay thì còn phải ba năm nữa mới mãn hạn thế chủ thấy đó bổn phương trận nào dám xem thường mạng lệnh của minh chủ đại sư nói hay lắm hừ thế còn tiểu tử đó đâu rồi đại sư là phật môn đệ tử ắt hẳn phải giới sát không đăng tay hạ thủ tiểu tử đó phải không thần tình của giác trần đại sư lại thêm một lần nữa phải chấn động đại sư đáp đến con sâu cái kiến bổn phương trưởng và chúng đệ tử còn không nỡ giết hại thì nói gì đến một nhân mạng rồi cho đó là nhân mạng của một tiểu tử a di đà phật giác trần không lẽ lão lại quên chỉ dụ sau đó của minh chủ hay sao giữa đường trưởng im phăng phắc tiếng quát trịch thượng của gã đã làm cho toàn bộ tăng nhân đệ tử phải giật mình và phẫn nộ tuy nhiên không vì thế mà môn nhân của phái tiêu lâm quên đi giới luật xung nghiêm của họ tất cả vẫn không rục rịch chỉ câm lặng xạ những tia mắt căm hờn vào gã kia và bốn tên tùy tùng thần thái này của tăng chúng không lọt khỏi tầm mắt của gã gã sang sảng nói cho tất cả cùng nghe ai dám loạn động bản lệnh phi trưởng đoạt hồn khương tháo vấn chấp trưởng minh chủ lệnh còn đây là tuyết sơn tứ dị hộ pháp minh chủ lệnh không đét thiếu lâm phái dám kháng lệnh sao Phi trưởng đoạt hồn và tuyết sơn tứ dị Dù tăng nhân tiêu lâm phái trong thời gian 7 năm gần đây Rất ít bôn tẩu giang hồ Nhưng bọn họ cũng đã từng nghe biết đến ác danh của những nhân vật này Tuyết sơn tứ dị xuất hiện giang hồ Cả từ khi lãnh công hóa cốt thân võ trình Bằng tà công ác sát buộc quần hồng phải thuận phục Và xem não nằm minh chủ võ lâm Và kể từ ngày đó Bọn đại gian đại ác gồm luôn tuyết sơn tứ dị Đã tha hồ hoành hành võ lâm trung nguyên và đã có không ít những oan hồn vô tội đã bỏ mạng dưới âm trảo chu tâm của tuyết sơn tứ dị còn phi trưởng đoạt hồn thì chỉ mới xuất hiện được hai năm nay thôi nhưng xem ra ác danh của gã còn trên bậc tuyết sơn tứ dị nhiều Thảo nào gã không được lãnh công hóa cốt hơn võ trình chọn và cất nhắc nên làm kẻ chấp trưởng minh chủ lệnh trong khi bọn tuyết sơn tứ dị thì chỉ là hộ pháp không hiểu rắc trần đại sư vì sợ năm tên này khi nghe chúng xưng danh hay vì không muốn kháng lại mệnh lệnh của minh chủ mà giác trần đại sư đã phải vội vàng lên tiếng phân minh a à, di đà phật phật tổ từ bi khương thí chủ chớ hiểu lầm là môn nhân bổn tự không mấy hài lòng trước hành vi sai trái của giác không đấy thôi chứ bổn tự nào dám kháng lệnh của minh chủ được phe vuốt đến thế phi trưởng đoạt hồn khương thao vẫn mới cảm thấy phần nào hạ dạ hắn cọc lốc khỏi vậy tiểu tử đó đâu Khương thí chủ bổn phương trưởng chưa kịp trách phạt sắc không Thì người đã biết rằng hành vi sai trái đó sẽ dẫn bổn tử đến chỗ diệt vong Nên ra không tệ sư huynh đã vội vàng buông bỏ tiểu tử ấy trước khi đưa y vào bổn tử Do đó hiện tình tiểu tử ấy ra sao thì bổn phương trưởng không sao biết được Giả dụ tiểu tử ấy đã đặt chân vào bổn tử Thì dù muốn dù không bổn phương trưởng cũng giữ y lại Và phi báo đến minh chủ đang này thì Hờ lão khéo biện bạch lắm vậy nó nghe bản lệnh hỏi đây tiểu tử đó có danh tính là gì gốc tích ra sao không lẽ trước khi sở phạt giác không lão lại không hỏi đến những điểm này buông ra một làn hơi thở dài nặng nhọc giác trần đại sứ đáp a di đà phật đương nhiên là bổn phương chẳng có hỏi đến nhưng trẻ sư huynh vẫn một mực đáp lại rằng thấy tiểu tử vừa côi cút vừa ốm yếu nên cứ đưa về đây chứ chưa kịp hỏi đến tính danh cũng như gốc tích Lão không dối gạt bản lệnh đấy chứ Lão có biết rằng Nếu sau này bản lệnh phát giác ra sở tình Không phải là như vậy Thì hậu quả thế nào Lão không thể oán trách bản lệnh đâu đấy Bằng vào câu nói hăm dọa này Của phi trưởng đoạn hồn Khương Thao Vấn Giác Trần Đại Sư cứ ngỡ rằng Tình hình đã được xoa dịu Đối phương sẽ không truy vấn nữa Thế nhưng ngay sau khi Giác Trần Đại Sư Còn chưa kịp đáp lời Thì gã bỗng ra lệnh đại sư hãy cho vời giác không đến đây cho bản lệnh cha hỏi khương thí chủ bảo sao cho vời giác không đến đây à phải vậy vậy sao được sao lại không được lão dám không tuân mạng lệnh sao nhưng giới luật của bổn tự do tổ sư lưu truyền thì đại tử bổn tự đang thọ hình không được diện kiến với bất kỳ ai hờ với minh chủ lệnh thì không phải thế lão nói đi lệnh của minh chủ và lệnh của phương trưởng là lão lệnh nào lớn hơn nhưng đây là cấm điều do tổ sư bổn tự lưu lại chứ nào phải do bổn phương trưởng tự đặt ra bản lệnh không cần biết đấy là lệnh của ai cả dù cho đạt ma lão tổ có hồi sinh vào lúc này cũng buộc phải tuân thủ minh chủ lệnh mà thôi lời của phi trưởng đoạt hồn khương thao vấn đâu có khác gì tiếng sấm nổ giữa trời quang và lời này cũng đâu khác gì sự nhục mạ phái tiêu lâm gần hai mươi đời kể từ Đạt ma sư tổ do đó ngàn ngàn tăng chúng tiêu lâm phái đã phải nhất tề nghiệm lên tiếng phật hiệu a à, di đà phật âm thanh của cả ngàn người đâu phải là nhỏ huống chi bất kỳ một tăng nhân nào cũng có đến năm mười năm công phu tu vi vì thế ông ba của công niệm phật này vô tình đã chấn động khắp vùng núi thiếu thất lan xa đến hàng mươi dặm lọt vào tai giác công đại sư đang tham thiền diện bích tại sám hối động ở phía hậu sơn thiếu thất khiến cho giác không đại sư ít nhiều cảm nhận được tai và đang đến với thiếu lâm phái và với bản thân của đại sư đồng thời âm thanh đó cũng lọt vào bốn nô tai của hai bóng người đang nao vun vút về thiếu thất sơn cách thiếu lâm thiền viện độ năm dặm hơn và hai bóng này đã phải dừng chân lại đưa mắt nhìn nhau mơ hồ đoán định được họa kiếp sắp đến với cả hai hoặc với chỉ một trong hai người bọn họ hồi thứ hai bởi vi lệnh giác không tuấn mạng vượt trùng vây gặp kẻ đồng tâm đại sư huynh là âm thanh gì vậy đại sư huynh âm vang của câu niệm phật hiệu của hàng ngàn tăng trống từ thiếu lâm thiền viện vọng vào tai hai bóng người này khiến cho cả hai đã phải dừng lại và vừa dừng đứng lại thì người nhỏ tuổi hơn trong hai người với niên kỷ chỉ khoảng 15-16 đã nhanh miệng hỏi bóng người còn lại là một vị tăng nhân với niên kỷ độ tứ tuần hơn. Vị cao tăng do cao niên hơn nên lịch duyệt có thừa đã lên tiếng đáp lại. Tiểu đại này ước đoán một chuyện mà ta không tận mục sở thì chỉ là điều võ đoán không đúng là hành vi của một đại trưởng phu. Tuy nhiên đại sư huynh cũng đành liều đoán cản vậy có lẽ hậu quả của việc lưu giữ tiểu đệ tại bổn phái đã đến rồi đó nghe thế tay thiếu niên vũ dũng kia liền xích ngược đôi mày ngài nên đến tận chán và lo lắng kêu lên đại sư huynh nói như thế có nghĩa là tính mệnh của sư phụ đang bị lâm nguy sao tiểu đệ tiểu đệ nên nhớ rằng giữa ta và tiểu đệ không phải là đồng môn sư huynh đệ và sư phụ chỉ là sư phụ của ta mà thôi chứ không phải là sư phụ của tiểu đệ tiểu đệ chớ có lầm lẫn về điều này kẻo mang họa vào thân hử họa vào thân họa vào thân lần nào cũng thế hễ tiểu đệ buột miệng kêu rắc không đại sư là sư phụ thì đại sư huynh lại bảo tiểu đệ sẽ mang họa vào thân họa vào thân thì làm sao chứ nếu cần với kim căng chỉ của đại sư huynh và với giáng long thần trưởng của sư phụ thì còn ai là đối thủ của vì tăng nhân ngọ vừa nghe tiểu tử nói đến đây liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nói coi tiểu đệ kìa ta vừa mới nhắc nhở xong lại cứ luôn miệng kêu sư phụ mãi a di đà phật không phải tiểu đệ đã từng nghe sư phụ ta nói rồi sao đó là sư phụ ta chỉ thay mặt cho cố nhân mà truyền thủ võ công cho tiểu đệ chứ không hề có danh phận sư đổ tiểu đệ khá nhớ điều đó còn nếu nói về công phu thì a di đà phật biển học mênh mông Thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại hữu nhân có phải đại sư huynh lại định nói đến câu này không? Hở Tiểu đệ nghe câu này mãi nên nhàm quá rồi đại sư huynh Không được nói như thế nữa nghe chưa May là ta đã nhắc đi nhắc lại cho tiểu đệ nghe không biết là bao nhiêu lần rồi Vậy mà xem ra tiểu đệ vẫn ngông cuồng tự thì ở sở học công phu không xem lời giáo huấn của ta vào đâu cả Giữa hai người tiếng là sư huynh gọi đệ Nhưng do tuổi tác quá đối tranh lệch nên tay niên thiếu kia nhiều khi vẫn xem vị đại sư huynh là bậc trưởng thượng thuộc hàng thúc bá. Vì thế khi nghe vị tăng nhân nghiêm giọng quả trách như thế chẳng liền quý đầu chịu lỗi. Đại sư huynh thứ cho tiểu đệ sẽ không tái phạm nữa. Hử! Liệu gặp phải người ngoài một lần tiểu đệ khinh thị là ôm hận ngàn thu? Vậy tiểu đệ có còn dịp leo lẻo thề hứa không tái phạm nữa không? Đúng vậy, tay niên thiếu biết rằng lời của đại sư huynh không hề sai chỉ một lần vấp ngã do khinh thị thì mạng sống sẽ không còn làm gì còn có dịp để tái phạm tuy nhiên chàng vẫn không muốn nhìn thấy thái độ giận dữ của đại sư huynh nữa nên chàng bèn hỏi lảng sang việc khác đại sư huynh này vị cô nhân nào của sư phụ à không là của giác không đại sư mà đại sư phải quan tâm đến tiểu đệ vậy lắc đầu vị tăng nhân đáp ngay không cần phải suy nghĩ ai vấn nạn này tiểu đệ đã đặt ra cho ta không biết là lần thứ mấy ngàn rồi đó ta đã nói ta không biết là ta không biết kia mà còn nữa đã sắp về đến bổn tự rồi tiểu đệ phải gọi ta bằng gì nhớ chưa thè lưỡi trận mắt tay thiếu niên đáp đệ tử biết rồi thương ngộ nạn đại sư do làm tạp dịch phụ việc khỏa đầu đại sư nên đệ tử không buộc phải xuất ra quy y đầu Phật được chưa ngộ nặng đại sư. Dù muốn nằm nghiêm cũng không được với sự rắn mặt của tên tiểu đệ lém lỉnh này. Nên ngọn nạn đại sư chỉ biết lắc đầu cười khổ và nói thêm. Không ai truyền thủ võ công chỉ là học trộm mà thôi. Do đó không bao giờ được tự nhận phận mình là môn nhân đệ tử của tiêu lâm phái nghe chưa. Còn nữa phương danh của tiểu đệ là gì nào? Bạch vô tính sao lại là họ bạch đại sư huynh? Có phải đó là đại tính của gia phủ không Và phụ thân của tiểu đệ giờ đang ở đâu Ngọn nạn đại sư nghe bạch vô tính hỏi thế Nhấn lắc đầu ngoài ngoại Và khi đại sư mở miệng ra định giải thích tiếp Thì một lần nữa âm vang của công niệm Phật hiệu Lại vang núi rừng lọt vào thính nhĩ của cả hai Thất sắc ngộ nạn đại sư bỏ ngay ý định giải thích mà thay vào đó là những lời hối hả. Tiểu đệ này ta cảm nhận lúc này bản tờ đang gặp đại họa gì lớn lắm thì phải tiểu đệ hãy theo lối sau mà về tịnh phòng của tiểu đệ đi còn ta ta phải theo lối chính điện vậy đi nhanh đi bạch vô tính thấy thần sắc của ngộ nạn đại sư đầy vẻ khẩn trương là vậy nên nào dám trái lời do đó ngay lần thúc giục thứ hai của ngộ nạn đại sư bạch vô tính đành phải quay người chạy về thiếu lâm bằng lối đi ở phía sau dành cho những người tạp dịch còn ngộ nạn đại sư thì theo lối chính diện và đi dần lên thiếu lâm cổ tử. Dọc đường đi ngộ nạn đại sư càng tăng dần sự nghi hoặc về kiếp nạn cho môn phái thiếu lâm. Khi không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng một tăng nhân nào dù đó là chi khách tăng. Sự việc càng lúc càng tỏ ra kỳ hoặc hơn. Do đó ngộ nạn đại sư bèn nhanh chân hơn nữa tạt về phía sám hối động. Là nơi mà vị sư phụ đại nhân đại đức của ngộ nạn đại sư là giác không đại sư nguyên thủ tọa trưởng lão viện của thiêu lâm phái đang chịu xử phạt mong tìm hiểu được sự việc kỳ bí đang diễn ra tại thiếu lâm cổ tử nhờ thế mà ngọn nạn đại sư không phải lộ diện một cách trễ tràng ở đại hùng bửu điện và vì thế đã thoát khỏi tai mắt của phi trưởng đoạt hồn cùng tuyết sơn tứ dị đang thi hành mệnh lệnh của minh chủ và đến khi ngọn nạn đại sư phát giác ra căn động thất trống không không nhìn thấy bóng dáng gầy gò khổ hạnh của giác không đại sư đâu nữa thì ngộ nạn đại sư mới tin vào sự cảm nhận mơ hồ của đại sư về một tai kiếp ngộ nạn đại sư bèn học tốc lao đến đại hùng bửu điện cũng vừa khéo lúc đó bọn người cầm minh chủ lệnh là phi trưởng đoạt hồn và tuyết xuân tứ dị đã vừa rời khỏi đó sau khi thực hiện xong mệnh lệnh của minh chủ rồi giữa cả ngàn tăng nhân đang lặng lặng như tờ đầu cúi gục xuống ngọ nạn đại sư vò lao đến ngay trước bậc thềm của đại hùng bửu điện vừa thất thanh kêu giống lên những tiếng bi ai sư phụ sư phụ sao lại thế này ai đã bức tử sư phụ vẫn nguyên vị trước đại hùng bửu điện vị trưởng môn phương trưởng của tiêu lâm phái là giác trần đại sư nghiêm mặt lại và lên tiếng ngọ ngạn ngươi là đại đệ tử lớn nhất ở đệ nhị đại mà ngươi không diệt bỏ được thất tình lục dục sao Mau trấn áp hỏa niệm lại và nghe ta hỏi đây, sao bây giờ ngươi mới quay về? Tiếng khóc than của ngộ nạn liền ngưng lại, nhưng khóe mắt vẫn còn rưng rưng ngấn lệ trước cái sắc vô hồn của giác không đại sư. Do giác không đại sư tự bổ một trưởng vào thiên linh cái, khi ngộ nạn đại sư ngước mắt nhìn giác trần đại sư và đáp lại. Sư thúc bẩm phương trưởng. Đệ tử dù cố đi nhanh đến mấy cũng phải đến hôm nay mới về được bạch phương trưởng còn ra sư vẫn không lưu tâm đến nghi vấn bức thiết của ngọ nạn giác trần đại sư lại hỏi tiếp kết quả chuyến đi thế nào rồi ngọ nạn lắc đầu ngọ nạn đại sư thất vọng đáp bạch phương trưởng đệ tử không hề tìm được bất kỳ dấu tích gì của sư bá tổ cả đã phụ lòng kỳ vọng của phương trưởng đến lúc đó giác trần đại sư mới khẽ thở dài và giải thích tất cả cho ngộ nạn nghe về cái chết của giác không đại sư Nguyên vì giác trần đại sư không thể khước từ ý muốn của phi trưởng đoạt hồn và phải cho vời giác không đại sư đang diện bích thọ hình ở sám hối đồng đến đại hùng biểu điện cho gã họ khương hạch hoại và sau một lúc truy vấn giác không đại sư nhất mực không chịu đề cập gì đến thân thế cùng lai lịch của tiểu tử kia đại sư trước sau chỉ có một lời là do lệnh của phương trưởng nên đại sư không có thu nhận tiểu tử ấy và đại sư cũng không hề quan tâm đến việc tiểu tử ấy đang sinh sống ở đâu. Cuối cùng phi trưởng đoạn hồn Khương Thao Vấn đã đặt giác không đại sư vào tình thế không chết không được gã đã bảo. Do hành vi của giác không đại sư hoàn toàn sai trái với mệnh lệnh trước đây của Minh Chủ nên hoặc giác không đại sư phải tự xử hoặc Minh Chủ sẽ quy kết toàn bộ trách nhiệm cho phái thiếu lâm. Trước tình thế đó để cứu vãn một trường họa kiếp cho môn phái Giác không đại sư buộc phải tự tận chứ không còn cách nào khác. Chính cái chết của giác không đại sư khiến cho toàn thể tăng nhân tiêu lâm phải ứng thanh công nghiệm lên câu Phật hiệu là âm thanh lần thứ hai mà ngộ nạn đại sư và bạch vô tính đã nghe. E giả néo đứt dây, phi trưởng đoạn hồn Khương Thao Vấn và tuyệt sơn tứ dĩ đành phải tự mãn nguyện trước cái chết của kẻ có võ công cao nhất tiêu lâm phái lúc bấy giờ là giác không đại sư và ly khai thiếu thất sơn ngay sau đó thuận lược qua xong giác trần đại sư mới nói với ngộ nạn đại sư bảy năm trước vì tiếc cho một tiểu tử có cốt cách phi thường mà sư phụ ngươi chúc lấy một thảm họa ngày nay âu cũng là căn số đã định nghe qua tất cả mọi việc ngộ nạn đại sư tuy ngoài mặt vẫn lộ vẻ bi thương một cách tự nhiên nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho mạng sống của bạch vô tính vì tiểu tử năm nào mà giác trần đại sư vừa nói chính là bạch vô tính chứ không ai khác Ngày đó giác không đại sư đã giao phó tiểu tử ấy cho đại sư đệ là ngộ nạn đại sư sắp xếp. Và ngộ nạn cùng với vị đại sư lo việc bếp núc trong chùa đã nhận tiểu tử ấy vào làm một chân tạp dịch luôn ở phía sau hậu liêu. Nếu bây giờ giác trần đại sư mà biết rõ được việc này thì ngộ nạn không thể tránh khỏi những lời buộc tội trong môn quy khi ngộ nạn đại sư đã xem nhạo vận mệnh cả một môn phái là thiếu lâm vì đã chứa chấp bạch vô tính dù là chứa chấp theo lệnh của sư phụ là giác không đại sư. Do đó khi mọi người tản hết ra và lo toan hậu sợ cho giác không đại sư đã tuẫn tiết, thì ngộ nạn đại sư phải vội vàng tìm gặp bạch vô tính. Giữa bóng tối chập trùng phủ đầu thiếu thất sơn, ngộ nạn đại sư thì thào căn dặn bạch vô tính. Chuyện là thế đó cho nên cả từ lúc này thiếu lâm tử không còn là nơi ẩn náu an toàn cho tiểu đệ nữa, tiểu đệ phải bỏ đi thôi. Tuy còn nhỏ chưa hiểu bao nhiêu chuyện đợi, nhưng bạch vô tính cũng đủ năng lực để biết rằng lời của ngộ nạn đại sư nói không hề sai sợ việc đã xảy ra từ bảy năm trước nhưng tưởng đã không còn ai chú tâm đến nữa nào ngờ bây giờ mọi việc đã vỡ lở đến nỗi giác không đại sư vì đại ân nhân của y phải liều thân để cầu yên cho thiếu lâm phái gật đầu bạch vô tính đáp tiểu đại biết rồi thế nhưng bây giờ tiểu đệ không biết phải đi về đâu đây đại sư huynh có khái niệm gì về quê quán của tiểu đệ không? Lắc đầu một lượt ngọn nặng đại sư nói. Đã bao lần ta cũng đã hỏi qua sư phụ về những việc liên quan đến gia thế của tiểu đệ. Nhưng sư phụ không một lần hé môi. Do đó đừng nói đến quê quán của tiểu đệ. Đến vị cố nhân nào đó của sư phụ buộc sư phụ phải quan tâm đến tiểu đệ. Vị cố nhân đó là ai ta cũng không thể nào đoán được. Tuy nhiên cũng còn có một chỗ nếu tiểu đệ đến được nơi đó và tìm gặp một người Thì mai hậu mọi vấn nạn của tiểu đệ về ra thế ắt có cơ may tìm hiểu được Không kiềm được sự vui mừng bạch vô tính kêu lên khe khẽ Ô là ai vậy đại sư huynh Nhân vật đó biết rõ về gia thế của tiểu đệ sao? Dù đang trong tâm trạng sầu thương nhưng ngộ nạn đại sư cũng phải phì cười khi nghe bạch vô tính hỏi thế. Đại sư giải thích. Không, không, ta đâu có nói như thế là ta mong tiểu đệ tìm được nhân vật đó luyện được một thân tuyệt học sau đó tiểu đệ sẽ dễ dàng tra cứu về gia thế hơn khi hiểu ra bạch vô tính không nén được hơi thở dài thất vọng tuy nhiên bạch vô tính cũng phải lên tiếng hỏi tiếp về địa phương đó và hiện tình lúc này nếu rời bỏ thiếu lâm tử thì bạch vô tính không biết phải đi về đâu đó là địa phương nào và nhân vật nào mà tiểu đệ cần phải tìm gặp đó là mai lâm cốc tại hắc phong lĩnh còn nhân vật kia chính là sư bá tổ của ta hư vô thượng tăng là sư bá tổ nếu đúng là người còn sống thì tại sao người không về sơn môn mà lại ẩn trú tại mai lâm cốc lắc đầu ngọn ngạn đại sư giải thích theo sự hiểu biết của đại sư sư bá tổ còn sống hay không thì chỉ là điều ức đoán của sư phụ và trưởng môn sư thúc mà thôi còn nguyên do tại sao sư bá tổ phải vân du và hạng lạc tại mai lâm cốc mà không chịu về sân môn chính sư phụ ta còn không biết thì nói chi đến ta chính chuyến đi vừa rồi của ta là để truy tìm tung tích của sư bá tổ đấy nhưng than ôi đến mai năm cốc ta còn chưa tìm được thì làm sao ta có thể tìm gặp sư bá tổ vậy tại sao đại sư huynh lại bảo tiểu đệ phải tìm đến địa phương đó không lẽ đại sư huynh không tìm được hư vô thượng tăng mà tiểu đệ tìm được hay sao này tiểu đệ Giang hồ lúc này có thể nói mỗi bước chân đi của tiểu đệ là một lần gặp hung hiểm. Ngoài địa phương đó thật tình ta không biết phải bảo tiểu đệ đi về đâu nữa. Không chừng do phúc phận của tiểu đệ mà tiểu đệ tìm gặp được sư bá tổ thì sao? Hơn nữa sư bá tổ chính là bậc tài hoa hiếm thấy của bổn tử. Công phu đó đạt mức thông huyền chính vì lẽ đó nên chẳng môn sư thúc mới sai phái ta đi tìm sư bá tổ hy vọng sự xuất hiện của sư bá tổ có thể cứu vãn tình hình đang nguy ngập của bổn tự và của cả võ lâm trung nguyên dù điều ngộ nạn đại sư vừa nói chỉ là một niềm hy vọng mơ hồ và viễn vông nhưng quả thật bạch vô tính không còn cách nào chọn lựa khác qua diễn biến sự việc đã xảy ra cho thiếu lâm tự ngày hôm nay cả ngộ nạn đại sư và bạch vô tính đều biết rằng những kẻ có độ tuổi của bạch vô tính và nhất là bạch vô tính đã có căn cơ sở học của phái thiêu lâm sẽ là đối tượng truy lùng của bọn người được xem là tay chân của vị minh chủ mà 8 năm trước toàn thể giang hồ bị bắt buộc phải tôn xưng là minh chủ. Do đó không những bạch vô tính không được lưu lại thiếu lâm tự mà thôi mà còn phải cấp tốc ly khai ngay thiếu thất sơn không được trồng trình nếu bạch vô tính không muốn để cho thiếu lâm phái bị niên lụy dẫn tới họa diệt phong lặng lặng một lúc bạch vô tính bèn nói được rồi, dù có thọ giáo được thần công tuyệt thế hay không, tiểu đệ cũng quyết tâm tìm cho được hư vô thượng tăng. Nếu thượng tăng còn tại thế, tiểu đệ không mong gì hơn có một ngày bọn ác ma sẽ không còn tử tung tử tắc, hoành hành võ lâm trung nguyên nữa. Đại sư huynh bảo trọng tiểu đệ đi đây. Đặt vào tay bạch vô tính một túi bạc mà ngộ nạn đại sư vừa đi về chưa kịp giao lại cho môn phái, ngộ nạn đại sư căn dặn thêm. Tiểu đệ hãy giữ lấy số bạc này để chi dụng, mà này, có lẽ tiểu đệ phải giả dạng như một thường nhân năm lỗ thì hơn đừng để lộ gương mặt tuấn tú này và công phu nữa nhớ đấy nhé tiểu đệ chưa từng là đệ tử của thiếu lâm phái đó nha được rồi tiểu đệ đi đi và tự bảo trọng vậy đường chính dẫn đến thiếu thất sơn thì chỉ có một nhưng đường ngay nối tắt thì nhiều không thể kể xiết và từ một trong những đường ngang nối tắt đó vào lúc bình minh vừa ló dạng đã có một bóng người nhỏ thó với y phục nhào nát và tóc tai rối bồ đang lần tìm lối ly khai khỏi thiếu thất sơn thiếu thất sơn nằm kề ngay ngọn thái thất rồi liên tiếp theo đó là một ngọn núi to lớn hùng vĩ được gọi là trung sơn Do đó bóng nhân ảnh với vóc dáng nhỏ thó đó cứ quanh đi quẩn lại ở chân các triền núi trồng điệp chỉ thấy núi đá liền núi đá. Bằng vào cước lực của người này khi nên qua từng khối đá thì bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải cho rằng người này không biết võ công bằng không nếu có võ công thì hẳn người này phải vận dụng khinh thân pháp để rút ngắn đường đi chứ không phải chật vật vất vả như thế này tuy vậy khi còn một đoạn đường núi ngắn ngủi nữa là ra đến một nơi bằng phẳng nghĩa là đã rời khỏi được vùng tung sơn thì người có vóc dáng nhỏ thó này đã nhanh như chớp lặng thân một cái và phục người ở sau một tảng đá lớn gần đó thế nào dù muốn dù không sau bao lâu cố tình che giấu chân tướng thì Bạch Vô Tính cũng phải thi triển thân pháp và để lộ ra công phu sở học bản thân. Vì với thính lực khá tinh tường, Bạch Vô Tính đã phát hiện có nhiều tiếng huyên náo ở ngay phía trước. Và lẫn trong những tiếng huyên náo đó, với khẩu ngữ và cách xưng hô, Bạch Vô Tính biết rằng ngay phía trước chẳng là một bọn người võ lâm giang hồ. Do những lời căn dặn của ngộ nạn đại sư, Bạch Vô Tính đành phải tạm lánh mặt, chẳng hy vọng chỉ một lúc sau bọn kia sẽ đi khỏi đây và chàng sẽ lại tiếp tục lên đường. Thế nhưng Bạch Vô Tính càng lúc càng thất vọng khi tiếng huyên náo càng lúc càng ồn ào hơn có vẻ như sẽ dẫn đến xung đột. Bất giác do không tự chủ được Bạch Vô Tính bèn men theo từng khối đá và tiến đến càng lúc càng gần hơn để dò xét xem là chuyện gì đang xảy ra ở phía trước. Và khi Bạch Vô Tính tiến đến một khoảng cách vừa phải, đổ nghe từng lời bọn kia đang nói thì chàng hoàn toàn kinh hãi đến phải đờ người ra vì dường như bọn kia đúng là những nhân vật giang hồ gồm thành hai phe nhóm riêng biệt với y phục khác nhau và một bên thì ai ai cũng đeo trường kiếm trên vai còn một bên thì cứ săn săn tay áo để lộ ra những bắp tay to quẩn quẩn trong câu chuyện của hai phe này là đang nói về một tiểu tử mà có lẽ là muốn ám chỉ chàng thì phải một nhân vật trung niên vừa đưa tay rút thanh trường kiếm vừa hậm hực nói hừ không động thì không động không lẽ Nga mi phái của bọn ta lại sợ bọn ngươi sao? Minh chủ đã có lệnh và phân chia khu vực rõ ràng. Chốn này là do phái Nga mi chúng ta chấn giữ. Bọn ngươi vin vào đâu mà tranh giành với chúng ta? Đáp lại của một nhân vật trung niên như nhân vật vừa nói cũng lăm lăm tay quyền và cũng hầm hè đối lại. Lệnh lục soát và truy lùng là lệnh khẩn. Ai ai cũng có bổn phận thi hành. Bọn ta cứ lục soát tứ tung đó. Bọn ngươi làm gì được bọn ta nào? Hở. Nếu cần thì cứ ra tay đi Thử xem quyền không động Có cho bọn ngươi về chầu diêm chúa không cho biết Người cầm đầu bọn không động vừa nói xong Thì bảy tám người cùng phe đã nhanh nhẹn tràn lên Tên nào tên ấy đều có vẻ như chỉ cần bọn cầm kiếm lên tiếng nói nghịch tai Hoặc có phản ứng lại thì bọn chúng sẽ vung quyền ra ngay lập tức Đưa mắt nhìn quanh so sánh lực lượng đôi bên Do thấy bọn không động hơn hẳn phe cầm kiếm là hai người Nên nhân vật cầm đầu phe Nga mi đành nói được lắm lần này bọn ta đành chịu lép vậy. Hờ, nếu để tiểu tử kia lẩn trốn được phen này thì trách nhiệm đã do bọn không động các ngươi đó. Trong lúc Bạch vô tính điếng hồn, vì không ngờ bọn ác ma lại dụng danh nghĩa của minh chủ kia lại huy động một lực lượng hùng hậu, gồm người các phái đón trận mọi ngã đường hầu xót xét và truy lùng được chàng, thì bọn người thuộc nhóm Nga mi đành phải hậm hực bỏ đi. Tuy nhiên khi bọn Nga Mi đi chưa được bao xa thì một tên trong bọn không động không kiểm được ác ý đã ném ra một câu khinh thị. Tưởng thế nào không ngờ lại gặp phải bọn rùa đen thụt cổ co đầu. Liền sau câu nói khinh thị đó, tức thì có hai phản ứng trái ngược nhau đồng thời xảy ra. Bọn không động phái thì cười rộ lên thích chí. Bọn Nga Mi thì đỏ mặt tía tay quay người lại và nhìn chừng chừng bọn không động như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Tình thế vốn đang khẩn trương như thế này chỉ cần ai đó có một phản ứng bất lợi thì sự xung đột đương nhiên sẽ phải khai diễn không sao tránh khỏi. Quả nhiên là vậy, và hầu như đó chính là ý muốn của nhân vật trung niên cầm đầu bọn không động phái ở đây. Vì nhân vật này sau khi cởi cợt xong liền châm chọc thêm một câu nữa. Bọn rùa đen ngoài việc thậm thuật đầu, không ngờ này còn có chiêu mộc xạ bái nhân nữa. Ha, 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 ha. Đồng với bọn nhân vật nọ cùng cười rộ lên một lần nữa không dằn được nữa bọn nga mi gồm đúng bảy mạng vừa loan trường kiếm nhảy bổ tới và gầm thét nên như đã hóa cuồng được đằng cho lại lân đằng đầu hãy xem kiếm pháp của ta đây đỡ này bọn chuột nhất vô sỉ đáp lại bọn không động gồm tới chín mạng hơn hẳn bọn nga mi khi thấy bọn nga mi chịu quay lại ứng chiến liền hô hố cười lên và phân ra tiến đánh bọn họ như vậy có phải hay hơn không để xem nào Nga mi phái ngoài chiêu mộc xạ bái nhân ra còn có tuyệt chiêu gì nữa không? Nhị sư huynh, bọn Nga mi còn một tuyệt chiêu nữa đặc sắc lắm. Nhị sư huynh hãy để phòng đó. Là chiêu gì ngoạn mục vậy bắt đệ? Ha 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 ha. Đó là chiêu hoành thân tống hậu bái thổ thần. Kẻ tung người hứng, bọn không động vừa đánh vừa châm chọc bọn Nga mi Khiến cho bảy người thuộc phái Nga mi căm giận không biết để đâu cho xiết. Xưa nay các đại phái lừng danh trên giang hồ rất kiêng kỵ chuyện xung đột dẫn đến việc làm mất hòa khí lẫn nhau. Nhưng đã 8 năm nay, từ khi lãnh công hóa cốt hơn võ trình bằng vào công phu ác sát chiếm đoạt ngôi vị minh chủ, thì giang hồ luôn xảy ra những trận xô sát. Và dù các vị trưởng môn của thất đại môn phái đã cố tránh né bằng việc gian bảo bọn môn nhân đệ tử, nhưng giữa tình hình hục hạc luôn xảy ra, thì những cuộc xung đột như thế này đã diễn ra đây đó và tùy theo lực lượng đôi bên lúc ngẫu nhiên chạm mặt. Thế phe nào đông người hơn thì phe đó phải thắng. Sự việc diễn ra hôm nay át phe thắng thế chính là phe không động phái. Và trong lúc mười sáu người bên bảy bên 9 đang quẩn nhau tơi tả để bảo vệ danh dự môn phái thì Bạch Vô Tính suýt nữa phải la hoảng lên khi có ai đó vỗ vào vai chẳng một cái. Người đó lại còn khét thì thà vào tai chẳng. Này có phải bọn họ vì ngươi mà sinh ra ẩu đả phải không? Quay đầu nhìn lại bạch vô tính hậm hực nhìn một người có vóc dáng còn nhỏ thó hơn chẳng. Mặt mày thì đen nhẻm lấm lem toàn là bụi cắt. Y phục thì váo đùm váo đột nhiều mảnh vải khác màu và đang nhìn lom lom vào chàng với cặp mắt to đen le lấy. Phù hợp với câu hỏi mà hắn vừa hỏi chàng bèn nạt khẽ. Sao lại vì ta ngươi không thấy ta đang sợ đến thất thần vỡ mật đây sao? Gá bẩn thiếu nọ không nói không rằng Hắn cứ nhìn Bạch Vô Tính từ đầu xuống đến chân đoạn gục gặc đầu ra vẻ đã hiểu. Khiến cho Bạch Vô Tính cứ nghi nghi hoặc hoặc không hiểu cái gã bẩn thỉu này là ai. Thuộc môn phái nào? Và liệu có phải gã công đang đọc lệnh của tên minh chủ ma đầu và đang truy lùng chẳng hay không? Do đang giả dạng nằm một thường nhân nam nữ không có võ công. Nên Bạch Vô Tính bèn giả tảng như không nhìn thấy cái nhìn dò xét của gã bẩn thỉu đó. Chàng chỉ lấm nét chăm chú nhìn vào trận giao chiến đang diễn ra ở ngoài khoảng kia và ưu thế đang thuộc về bọn không động phái. Thần thái của chàng đâu khác gì những kẻ vô sự yếu kỳ khiến cho gã kia bán tín bán nghi quay đầu dõi xem trận chiến. Một năm sau gã khẽ lẩm bẩm thành tiếng, hầm đúng là bọn nhiễu sở chuyên gây rối Môn phái của bọn họ ngày một ngày hai không biết sẽ bị tiêu diệt lúc nào vậy mà bọn họ lại còn cấu xé lẫn nhau. Tạo thêm nhiều cơ hội cho bọn ác ma có chết cũng là đáng lắm ẩn ước trong câu nói của gã có vẻ như gã đang quan tâm đến đại cục võ lâm vốn đang bị nghiêng ngả vì nó ác ma hân võ trình minh chủ nhưng bạch vô tính không dám ứng tiếng phản đối hay tán thành vì không chừng đây chỉ là lời ngoài môi của gã để do xét chàng do đó chàng cứ lặng thinh nhìn mãi về phía trước lúc này bọn nga mi phái bảy người đã co cụm lại thành một vòng tròn họ xoay lưng lại với nhau trong kiếm ra ngoài hầu đối chọi với bọn đối phương chín người đang hừng hực với khí thế thắng lợi trong tay gã bẩn thiếu nọ lại nói thành tiếng mà nghĩ cũng lạ một tiểu tử có độ tuổi là mười lăm không hiểu có gì là ghê gớm đến nỗi long minh chủ phải huy động đến cả ngàn người lùng sục khắp các ngóc khẻm tung sơn như vậy dù cố làm tỉnh đến đâu đi nữa bạch vô tính cũng phải giật mình khi nghe gã nói như thế chàng giật mình vì con số cả ngàn mà gã vừa nói Điều này chứng tỏ rằng nếu chàng muốn thoát khỏi chỗ này quả là thiên nan vạn nan. Và còn khốn khổ hơn nữa nếu như chàng để lộ công phu sở học liên quan đến thiếu lâm phái. Lúc bị bọn họ bắt giữ thì nguy cơ diệt vong của thiếu lâm phái không biết đâu mà lượng. Và sự giật mình của chàng đã bị gấp bẩn thiểu kia nhận ra gã thị thảo. Có phải tiểu tử mà bọn họ đang truy lùng là ngươi không? Đừng sợ. Ta hỏi thế chỉ là muốn giúp ngươi thôi ta cũng đâu có ưa gì cái thói huynh hoang của lão hóa cốt. Lão hóa cốt mà gã vừa nói, nếu không phải muốn ám chỉ lãnh công hóa cốt hơn võ trình thì còn là ai? Không tự chủ được nữa, bạch vô tính không đáp mà chàng chỉ vừa nhìn do xét gã vừa hỏi nhỏ. Ngươi là ai? Bọn kia đang truy lùng tiểu tử có tuổi là 15, vậy không phải là ngươi hay sao? Cứ gì phải là ta chứ? Này, ta thì không liên quan đến thiếu lâm phái, điều này ta có thể nói chắc Do đó tiểu tử mà bọn họ truy lùng đương nhiên không phải là ta rồi. Còn ngươi ta thấy do ngươi đã từ thiếu thất lẻn ra đến đây. Vậy không phải là ngươi thì còn là ai bây giờ? Do thiếu kinh lịch sang hồ nên bạch vô tính nào biết câu nói này của gã bẩn thì chỉ là câu nói chặn đầu mà thôi. Chứ thật ra gã nào có năng lực để theo dõi chàng từ thiếu thất sơn đến tận dìa tung sơn như thế này. Chàng hốt hoảng hoài. Ngươi, ngươi có tâm dò xét ta, sao ta không hay biết gì cả vậy? khuôn mặt của gã bẩn thỉu vẫn nằm ra vẻ nghiêm trọng trong khi khóe mắt của gã thì để lộ cái nhịn cười bí hiểm gã nói ta biết mà là ngươi chứ không thể là ai khác này ngươi làm gì vậy gã phải lách người vào lặng nhẹ về phía sau khi lẩn tránh cái trục của bạch vô tính đang nhằm vào huyệt kiên tỉnh trên đầu vai hữu của gã do không muốn làm kinh động đến bọn người không động và nga mi ở ngoài kia nên Bạch Vô Tính vừa vung loạn song thủ theo cầm nát thủ pháp long trảo thủ của tiêu lâm phái vừa rít qua kẽ răng. Để bảo toàn tính mạng của ta ta không thể buông tha ngươi được năm xuống nào. Thế nhưng thân pháp của gã bẩn thiểu thật đáng phục. Hai chân của gã bẩn thiểu truyền nhau trong phạm vi nửa trận trông rất là nhẹ nhàng. Nhưng lại vẫn lẩn tránh được 72 lần biến hóa của long trảo thủ cầm nát do Bạch Vô Tính nhanh tốc vung ra. Vừa tránh gã vừa kêu lên khe khẽ. khẽ. Long trào thủ của thiếu lâm đúng là ngươi giỏi, nay nay, dừng tay lại đã nào, ta đã bảo là ta không có ác ý gì với ngươi kia mà, ngươi không lý gì đến lời nói của ta sao? Gã kêu thì mặc gã kêu, còn bạch vô tính thì cứ loạn trọng Xong thủ quyết bắt giữ gã cho bằng được mới thôi. Tuy nhiên có một điều mà bạch vô tính không chịu để tâm nên không nhìn thấy, đó là gã tỉnh không hề dám kêu lớn tiếng, cũng như gã không hề rộng trưởng để đánh lại chẳng đến khi gã kêu lên thì chàng mới biết này ngươi có muốn ta hô hoán lên đánh động cho bọn người kia biết là ngươi đang ở đây không giật mình bạch vô tính biết gã nói không sai và chàng cũng biết là nếu gã thật tâm có ác ý với chàng thì chỉ cần một tiếng la của gã chàng có chạy đằng trời cũng không sao thoát được cả một số đông người ùa đến vây bắt chàng chàng bèn dừng tay lại ngơ ngẩn cả thần tình còn gã kia thì hấp tấp hỏi chàng có phải là ngươi không Ngươi đã làm gì mà bọn họ truy bắt mỗi mình ngươi vậy? Lắc đầu bạch vô tính đáp. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Gã bẩn thiểu còn tròn mắt to hơn khi lên tiếng hỏi lại chẳng. Sao lạ vậy? Ngươi là người đương cuộc mà ngươi không biết gì cả ư? Thở dài nặng nề chẳng đáp qua quyết. Ta cũng không biết phải nói như thế nào cho ngươi hiểu được đây. Ai, ta bất quá chỉ là một tiểu tử làm việc tạp dịch ở hậu sơn thiếu lâm phái cùng lắm là ta có tội học lén một vài môn công phu võ vẽ mà thôi nhưng người của thiếu lâm phái không bắt tội gì ta ngược lại có đến cả ngàn người lùng sục tìm bắt ta ngươi nói đi gặp như ngươi lâm vào tình cảnh này liệu ngươi có lẩn trốn như ta không nào gật đầu nửa hiểu nửa không gấp bẩn thiểu hỏi chẳng thôi được rồi ta tạm tin ở câu chuyện hoang đường của ngươi vậy bây giờ ngươi có muốn trốn thoát nơi này không kinh nghi bạch vô tính hỏi lại ngươi nói vậy là nghĩa sao Ngươi thật tâm muốn giúp ta ư Tại sao vậy Không tại sao hết Hết ta thích thì ta làm thế thôi Sao hai ngươi không tin ta Tin không tin Phải chi bạch vô tính nhiều tuổi hơn một chút Hoặc giả chàng đã từng bôn tẩu giang hồ Thì có lẽ chàng dễ dàng đắn đo Đoạn sẽ nghi ngại mà khước từ ý này Do các bẩn thiểu kia đề xuất Đằng này chỉ sau một chút suy nghĩ Bạch vô tính bằng vào chân tâm đón nhận Sự chân thành của người mà chàng mới gặp lần đầu chàng chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu đối phương không có thành ý thì tại đây đối phương chỉ cần hô hoán lên một tiếng thì chàng sẽ vô phương thoát thân được chứ không cần phải dẫn dụ chàng đi đâu cả ngược lại thì được ta sẽ tạm tin ngươi vậy nào bây giờ thì đi đâu gã kia suýt nữa đã bật cười khi nghe chàng nhại lại câu nói của gã là tạm tin nhưng khi gã thấy chàng thật thà và dễ dàng đặt chọn niềm tin nơi gã là người mới lần đầu gặp mặt thì gã nửa mừng nửa lo và nói này, giang hồ biến trá nguy hiểm khôn lường Lần sau ngươi chớ có dễ dàng tin vào lời người khác như ngươi đã tin ta bây giờ nha. Nghe cả nhắc nhở như thế, bạch vô tính giật mình hỏi lại. Ngươi tại sao lại nói như vậy? Tại sao ta chỉ nên tin ở mỗi một mình ngươi thôi mà không thể tin lời người khác chứ? Gã hàm hồ đáp lại. Ừ ờ, vì ta khác với mọi người, vì ngươi không thể không tin ta. Cũng như ngươi không thể tin người khác còn nữa, để dễ dàng cho một cuộc tháo chảy ngươi không được nói gì hết nếu có ai đó chặn hỏi mọi việc cứ để ta sắp xếp cho thôi đi nào khi bạch vô tính vừa dịch thân đỉnh bước đi theo sau gã bẩn thỉu thì gã chợt ngừng chân và quay lại kêu lên ý mà cũng chưa được sao lại chưa được còn việc gì nữa hay sao gã gật đầu nhanh nhỏ giải thích chúng ta không thể cứ thế này mà đi được bây giờ thì thế này nhé ngươi hãy xem kỹ thủ pháp của ta đây nói xong gã liền khua khoáng hữu thổ vào không trung hết đưa qua tả lại đưa qua sang hữu rồi lại nâng lên cao xong lại hạ xuống thấp chỉ thoáng chốc gã đã diễn xong rồi đã cố trình diễn cho thật chậm sau đó gã lên tiếng hỏi chẳng thế nào ngươi đã nhớ được chưa bạch vô tính thấy việc nhớ những động tác đó đâu có gì là khó khăn nên chàng vừa diễn lại cho gã xem vừa mở miệng hỏi gã làm như thế này để làm gì khi thấy chàng dễ dàng lặp lại có đến gần hai mươi động tác đó gã mừng rỡ kêu lên giải thích Ồ, ngươi quả là dễ dạy. Mà không, đó là do ta lặp lại lời của Gia Gia ta hay nói với ta vậy thôi. Chứ ta không có ý nói với ngươi như thế. Đây chính là du long thủ pháp. Vì ngươi không thể mỗi chút mỗi giờ công phu thiếu lâm ra. Nên khi nào cần ra tay chế địch, ngươi cứ thực hiện thủ pháp này là xong. Đâu ngươi thực hiện một lần nữa thật nhanh xem nào. Lúc nãy khi diễn chậm theo công cách gã đã diễn cho chàng xem nên chàng không nhận thấy những biến hóa của du long thủ pháp. Còn bây giờ lặp lại một lần nữa với tốc độ nhanh hơn Chàng không thể không buột miệng kêu lên Hay lắm thủ pháp này quả là biến ảo khôn lường Này ra ra ngươi là ai vậy Nghe chàng hỏi thế các liền xịu mặt lại và căn dặn chàng Ta không thể nói được Cũng như ngươi cũng không bao giờ được nói với ai khác rằng Người có thủ pháp này là ra ra ta Nghe chưa Với lại ta đã nói với ngươi rồi Ngươi không cần phải mở miệng đối đáp với bất kỳ ai cả Cứ để mặc ta Rõ chưa nhún vai chẳng đáp ứng mặc dù trong lòng thì không thích chút nào. Được rồi ta nhớ rồi, ta cứ câm miệng không nói gì cả là xong thôi được chưa? Gã cũng đã biết chàng không thích nên gã nói thêm. Cũng không lâu lắm đâu, vượt được hơn 50 dặm đường là đổ thoát rồi. Lúc đó ngươi muốn nói gì thì nói. Này, ta tin ngươi cũng khá đó, bây giờ để ta chỉ thêm cho ngươi bộ pháp này nhé. Nhớ khi gặp đối thủ ta ra tay quyết liệt hơn mà thủ pháp du long không đủ để chế ngự, thì ngươi nhờ vào bộ pháp đó mà lẩn tránh. Hãy xem đây. Thôi đi, người ta thường nói, vô công bất thụ lộc. Hơn nữa giữa ta và ngươi nào có danh phận gì do đó ta không thể tiếp thụ mỹ ý của ngươi được. Gáp bẩn thiểu ngọ nghe chàng từ chối gá liền dẫu môi ra và nói với chàng. Đòi hỏi danh phận hay không thì tùy ở ta chứ đâu phải ở ngươi. Và lại đây chính là một trong những điều kiện cần thiết để giúp ngươi trốn được trùng vây kia mà nếu ngươi đã tin ta và chấp nhận để ta đưa ngươi đi thoát thì ngươi không thể không học bộ pháp này được bằng không ta sẽ hô hoán lên đó lấy việc học võ công làm điều kiện để bắt buộc người khác phải để cho mình giúp đỡ rõ ràng là ý định nghịch lẽ và hành vi nghịch thường mà bạch vô tính chưa từng nghe ai nói đến chứ đừng nói đến việc nhìn thấy do đó chàng thấy xúc động mới chân tình và nói với gã ta xem vẻ ngoài của ngươi thì đen đúa xấu xí nhưng còn tấm lòng thì đôn hậu và chân thành quân tử hữu ân tất báo lần này thoát được bạch vô tính ta nhất quyết phải báo đáp lại ân tình thâm trọng này do chàng đã xúc động thật tình nên chàng nói có hơi lớn tiếng khiến cho gã kia giật mình và phải đưa đầu nhìn ra ngoài tảng đá để dò xét bọn đang giao chiến ở ngoài kia gã thấy bọn nga mi tuy ít người hơn bọn không động nhưng nhờ bọn chúng đứng quay lưng vào nhau và bọn chúng chỉ lo chống đỡ có một mặt nên bọn chúng vẫn còn cầm cự được bọn kia cho đến tận bây giờ đồng thời xem ra cả 16 người đó đều không hay biết gì đến những lời đối đáp giữa gã và kẻ đang bị truy lùng và tự xưng danh là Bạch Vô Tính. Gã quay đầu lại để nhìn chàng và hỏi, Bạch Vô Tính, danh tự gì lạ thế này, cứ theo đó mà suy thì ngươi đâu khác gì người vô danh vô tính. Có phải thật sự phương danh của ngươi nào Bạch Vô Tính không? gật đầu chàng giải thích, Ta cũng đôi lần suy nghĩ như ngươi Nhưng ai ai cũng khẳng định tên họ ta là như vậy cả Thế nào có gì không đúng sao Không phải là không đúng Nhưng nếu có ai muốn che giấu chân tướng Hoặc lai lịch thật sự của ngươi Mà gọi ngươi bằng danh xưng này Thì lợi bất cập hại Càng khiến cho người khác nghi ngờ hơn Ngươi nghĩ lại xem ta nói có đúng không Ờ ngươi nói cũng có khi đúng Nhưng phương danh nào dùng để gọi Chứ đâu có ai để tâm đến chuyện lý giải như ngươi vậy Biết đâu song thân ta đã cố tình đặt tên ta như thế thì sao? Song thân người vô lý Vì không có phổ mẫu nào lại đặt tên cho nhi tử mình là như thế cả Đâu ngươi nói cho ta nghe xem phổ mẫu ngươi là ai nào? Nhân chắn nhíu mày bạch vô tính đắp Là người ở trên đời ai mà lại không có đấng sinh thành Nhưng ta thật tình không biết phổ mẫu ta là ai hết Ta chỉ nghe nói vì ta là một cô nhi nên một vị đại sư đã đem ta về đây và nhận ta vào làm tạp dịch trong thiếu lâm tử. Vậy thì phải rồi, phải cái gì? Này nhé, qua việc truy lùng ngươi ngày hôm nay thì ngươi không hẳn là cô nhi và vô danh vô tính đâu. Ngươi phải có lai lịch và thân thế phi thường lắm mới đúng. Do đó ta mới nói phải rồi là nói về cái danh tự bạch vô tính của ngươi đó. Nó rất dễ làm cho người khác chú ý và nghi ngờ. Hừ! muốn che giấu chân tướng hoặc lai lịch mà gọi là bạch vô tính thì có khác nào tự thổ lộ mình là kẻ vô danh vô tính chứ mà thôi nếu ngươi thấy thích thì cứ để nguyên như vậy cũng được bây giờ ngươi hãy chú tâm theo dõi bộ pháp này nhé nói xong gã liền diễn qua một lượt cho chàng xem và vừa mới xem qua thì bạch vô tính liền biết ngay đó chính là bộ pháp mà khi nãy gã đã dùng để lẩn tránh được những chiêu cầm ác của chàng vốn là tuyệt học của môn phái thiếu lâm long trảo thủ thấy thế bạch vô tính liền mừng thầm trong lòng vì uy lực của bộ pháp này thì chính chàng cũng đã chứng nghiệm qua và chàng nào dám xem thường bộ pháp này cũng như xuất thân của gã đen đúa bẩn thiểu nọ đã là bộ pháp có uy lực khác thường nên gã nọ phải diễn đi diễn lại trước sau ba lượt thì bạch vô tính mới tạm ghi nhớ được cách thức dịch chuyển bộ vị và sau khi chờ bạch vô tính đã nhập tâm xong toàn bộ bộ pháp gã lại nức nở khen này ta nói không sai đâu Ngươi quả là dễ dạy đó Nếu ra ra ta mà gặp được một truyền nhân như ngươi Hẳn ra ra ta phải thích lắm Thôi như vậy cũng tạm đủ rồi Bây giờ thì đi thôi Đưa chân nen nổi trong từng khối đá lớn nhỏ Cố theo sau gã nọ Bạch vô tính không ngờ nghĩ ngợi về xuất thân và lai lịch của gã Gã là ai Và ra ra mà gã luôn miệng nhắc đến là nhân vật nào Cứ theo lời gã nói thì ra ra gã Hoặc là chưa có truyền nhân Hoặc là đã có nhưng lại là kẻ không ra gì còn nữa lần này gã đã không nói cho chàng biết bộ pháp này được gọi là gì không như lúc nãy gã đã cho chàng biết cách gọi của thủ pháp kia là du long thủ pháp được chờ khi thoát được nơi này ta sẽ đem những nghi vấn này ra hỏi gã mới được nghĩ thế bạch vô tính cứ lặng lặng bước theo sau gã vâng thưa quý vị và các bạn trên đây đã kết thúc phần thứ nhất tiểu thuyết tử diện nhân của tác giả giả cổ long nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo